Hi, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Quyền đang có mặt tại điểm máy xanh. Quyền sẽ cập nhật giá những dòng tủ lạnh, máy lạnh giá rẻ cho cô chú và bạn mình xem nha. Mình xem tủ lạnh giá rẻ trước cô chú anh chị mình nha. Phía sau Quyền đây là tủ lạnh giá rẻ đến từ hãng Samsung. Tủ lạnh Samsung GT22 có mức giá là 9.390.000 và giảm ngày hôm nay còn 5.690.000. Tủ này có dung tích là 236 lít, tiết kiệm điện inverter và chúng ta sẽ được giảm giá lên đến là 3.700.000 nữa các bạn nha. Quá là tuyệt vời. Ngoài thì chúng ta sẽ được một cái lớp sơn tĩnh điện nè. Màu này là màu nâu đen của chính bạn mình nha. Phía trong có kim tuyến nha. Ở đây có một cái lăn mạp chrome có đại chữ digital inverter, là tủ này tiết kiệm điện inverter nha. Một ngày không tốn cái điện đâu của chúng mình. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái ngăn mát cũng khá là ok. Ngăn mát này thì chúng ta sẽ có 1 cây, 2, 3, 4 cây bên cánh cửa để chúng ta để thêm đồ. Còn ở bên trong chúng ta sẽ có ngăn là rau củ quả nè. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Cái cây này thì chúng ta sẽ có nắp đậy thì nhiệt độ nó sẽ cao hơn, đó có nghĩa nó lạnh hơn những cái ngăn còn lại, để chúng ta có thể ốp thịt cá đồ trong đây được ha. Cũng khá là ok. Bên trên thì chúng ta sẽ đến với ngăn đá. Bên cánh cửa thì chúng ta sẽ có 1 cây, 2 cây để chúng ta để thêm đồ. Phía bên trong đây chúng ta sẽ có một cái khay để làm đá bi. Chúng ta không làm thì chúng ta có thể đem ra bên ngoài. Đem bên ngoài để không nó chiếm diện tích ha. Phía bên trong chúng ta sẽ có một cái nút điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đá và một khay ở trên để chúng ta để thêm đồ nha. Cũng khá là ok. Với một mức giá đang có chương trình giảm sốc tại điện máy xanh thì đây là một trong những dòng tủ rất là đáng mua dành cho các anh chị nào mà ở trọ ha, cô chú anh chị nào mà đang tìm một dòng tủ lạnh với mức giá rẻ, chỉ 5.000.000 thôi, 5.690.000 thôi, mà được 236 lít, đến từ thương hiệu lớn như là Samsung, thì đây là một trong những dòng tủ lạnh mà Quyền nghĩ có là đáng mua. Đây, khá là đẹp. Rồi cô chú anh chị nào mà ưng mẫu này cứ inbox trực tiếp cho Quyền, gọi điện trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha, để Quyền có thể tư vấn chi tiết hơn về mức giá và cũng như trình khuyến mãi trong thời điểm hiện tại. Quyền xin mời cô chú anh chị mình hãy cùng Quyền qua đến với máy giặt giá rẻ. Máy giặt giá rẻ thì ngày hôm nay thì Quyền sẽ giới thiệu đến với cô chú anh chị một mẫu máy giặt đến từ thương hiệu Toshiba. Toshiba là của Nhật Bản nha cô chú anh chị bạn mình nha. Đây là máy giặt Toshiba 10kg nha. 10kg được sản xuất tại Thái Lan. Mẫu này thì chúng ta sẽ được bảo hành là 2 năm. Mức giá hiện tại là 5.990.000. Khối lượng là 10kg nha. Rất là ok. Đây là lòng phía bên trong. 10kg thì chúng ta sẽ giặt đồ rất là thoải mái, rất là thuận tiện rồi. Quyền sẽ quay phía bên ngoài cho quý vị và mình xem. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tay vịn để mà chúng ta có thể di chuyển máy giặt rất là dễ dàng. Bên đây là ống xả nước nha, ống xả xà bông á. Đây là màu xám đen, rất là sạch, mình xài rất là sạch. Đây là bảng điều khiển của máy giặt. Thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy những nút nè, chữ đâu nè, khá là lớn, rất là thuận tiện cho chúng ta trong cái việc mà chọn chương trình giặt. Tắt mở và chọn chương trình và giặt thôi. Còn lấy nước, đồ, mọi thứ còn lại thì máy giặt lo hết. Ở đây thì chúng ta sẽ có ngăn để xà bông và ngăn để dầu xả, nước xả. Cái kính này là kính cường lực cô chú anh chị và mình nha, và nó trong suốt, mình có thể thấy được cái quá trình giặt giũ của mình ở phía bên trong, rất là tiện lợi. Máy giặt này thì hiện tại là chỉ có 5.990.000 tại điện máy xanh. Cô chú anh chị nào mà đang tìm máy giặt thì cứ inbox cho Quyền, Quyền tư vấn cho cô chú anh chị mình chi tiết hơn nha. Ở đây thì còn rất là nhiều mẫu máy giặt luôn nha, như là của Panasonic, của Samsung đó, 8.5kg, 9kg và máy giặt lồng ngang. Đây máy giặt lồng ngang đây, máy giặt này ngang của LG, Samsung, Toshiba đó, rất là nhiều. Đây là máy giặt Awa đó, rất là nhiều luôn cô chú chị mời mình nha. Cần mua máy giặt loại nào thì cứ nhắn tin inbox trực tiếp cho Quyền hoặc gọi điện trực tiếp cho Quyền, Quyền tư vấn cho cô chú chị bạn mình nha. Tiếp tục thì Quyền xin mời cô chú anh chị bạn mình hãy qua like máy lạnh đây. Có rất là nhiều cô chú anh chị mình quan tâm. Máy lạnh giá rẻ thì chúng ta sẽ có dòng máy lạnh giá rẻ đến từ hãng Kapper và Funiki. Bên đây thì chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, đó là Media.
đó, những dòng máy lạnh giá rẻ tại điện B xanh. Mình sẽ cập nhật cho kênh chương trình bạn mình xem. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng máy lạnh giá rẻ Copper. Chúng ta sẽ có mức giá là 6.190.000 với một công suất là một ngựa, còn gọi là 9.000 BTU, thì chúng ta sẽ phù hợp với căn phòng dưới 15 m². Chức năng của máy lạnh này thì chúng ta sẽ có công nghệ tiết kiệm điện inverter, tiết kiệm điện cho mình luôn. Và cái độ ồn của dòng máy lạnh vận hành là 20 dB. Chúng ta sẽ có một chức năng là E-Clear, thì giúp cho chúng ta sẽ có được một cái bầu không khí trong sạch hơn, trong lành hơn, vì cái máy nó lọc bụi cho mình. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chương trình, đó là tặng 2 lần vệ sinh miễn phí trong năm đầu tiên, và tặng combo vật tư ống đồng 5m tối đa, và miễn phí cầu lắp đặt cho chúng ta. Mẫu này là 2023 và được bảo hành là 3 năm. Quá là tuyệt vời, với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Nếu mà cô chú chị mình không lấy hay là vệ sinh thì giá chỉ có 5.990.000 thôi. Khá là ok. Funiki cũng vậy ha, Funiki thì cũng vậy. Cũng có tiết kiệm điện inverter và cũng có lọc bụi và có chức năng làm lạnh nhanh, với mức giá là 6.190. Nếu không hay lấy hay là vệ sinh thì chúng ta sẽ có mức giá là 5.990.000 tại điện máy xanh. Cũng là một ngựa luôn. Hai dòng này thì đều tiết kiệm điện inverter hết, phù hợp cho các cô chú anh chị mình lắp phòng ngủ nè, hay là ở trọ thì chúng ta sẽ lắp được hai cái mẫu này, khá là ok ha. Cái Copper bảo hành 3 năm, Funiki bảo hành 2 năm đó, tại điện máy xanh. Rồi cô chú anh chị nào mà mua máy lạnh giá rẻ thì cứ gọi điện trực tiếp cho Quyền ha, Quyền tư vấn chi tiết cho mình nha. Đối với dòng máy lạnh của Media thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.990. Máy lạnh này cũng một ngựa, tiết kiệm điện inverter và chúng ta sẽ có công nghệ lọc bụi làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện nha. Máy này thì 9.500 BTU, dưới 15 m² thì chúng ta xài được ha. Tặng combo vật tư ống đồng và cũng như là tặng hai lọc vệ sinh, nếu mà không lấy hai lọc vệ sinh thì chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng. Bảo hành là 3 năm, mẫu này 2023 và sản xuất tại Thái Lan, cũng như bạn mình nha. Media nhưng sản xuất tại Thái Lan nha, quá là tuyệt vời. Đây hộp vỏ đây, tiết kiệm điện hết ha. Đó, các bạn nào sinh viên, học sinh hay là cô chú anh chị mình ở trọ thì có thể lắp những cái mẫu này giá rẻ, rất là mau lấy lại vốn nha. Hàng cao cấp thì vẫn có nha, như là đến từ thương hiệu là của Nhật, như là Saab nè, 8.890, Panasonic 11.390, Toshiba 10.590.000 giảm còn 10.190.000, và Daikin, đây Daikin. Có rất nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn, cô chú anh chị mình chọn mua tầm giá nào thì Việt cũng hỗ trợ được hết luôn nha. Đó về máy lạnh, cô chú anh chị muốn lắp máy lạnh thì cứ inbox trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình, hoặc gọi điện trực tiếp cho Quyền ha. Mua thì cứ gọi cho Quyền, Quyền tư vấn chi tiết hơn cho mình nha. Vậy là Quyền vừa cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn mình xem tham khảo một số mẫu sản phẩm như là tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh đang có chương trình giảm giá tại điện máy xanh. Thì rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho cô chú anh chị mình xin tham khảo nha. Có mua gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho Quyền nha, ủng hộ Quyền với nha. Mua đâu cũng vậy thì mua ủng hộ Quyền với nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip lần sau. Chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm 2023 này nha. Bye bye.